Ui nặng 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 nha. Nặng cả nhà. Cái thứ tư luôn nè, cái thứ tư luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy gì không? Đây nè, trắng xác đây nè cả nhà thấy nè, trắng xác luôn. Đây là phần gắn, phần ngay chân đầu ngón tay luôn nè, ngoài trắng tươi nè, có hàng là chắc là không biết lớn nhỏ nè. Cái lưng nó như cái tấm thớt vậy, quá trời đã. Hello anh em nha, thì hôm nay thì chỗ của mình thì cũng có đâu mấy cơn mưa cả nhà, mưa cũng khá là lớn luôn, nhưng mà nước thì nó không có đủ để thấm đất luôn. Thì nói chung là hôm nay em đi thăm 6 cái bãi gắn nha. Thì vô mấy cơn mưa này thì em cũng có xuống đâu 6 cái bãi gắn, hy vọng là để kiếm ít con để hầm xả ăn chơi cả nhà. Nói chung là cái clip hôm nay là chỉ là quay chia sẻ cả nhà mình xem giải trí thôi ha. Nay em có đem theo một cái xay cua nữa cả nhà, một cái xay cua. Nói chung là cũng không có chuyên nghiệp, không có chuyên nghiệp gì mấy, cho nên em không có quấn bao cái gì nha. Một con chuột với một bọc lúa. Cái bẫy trên tay em cầm là dạng như bẫy em muốn bắt gắn hổ hành đó cả nhà, bắt gắn chừng dài lạng á. Cho nên cái bẫy em sử dụng không cần bẫy lớn, em xài về bẫy nhỏ nhỏ gì nè, cho nó gọn cái nhà, cho nó không có cồng kềnh. Nói chung á là anh em mình đặt gắn hổ hành á, đặt gắn hổ hành á, cái chỗ mà anh em mình không có chuột á, không có chuột anh em mình có thể mình sử dụng mồi gắn mối cũng được nha, gắn mối cũng ok lắm. Nhưng đặc biệt gắn mối là nó chỉ bắt được cái con gắn hổ hành với con gắn lãi thôi. Còn em sử dụng mồi chuột là chủ yếu là để bắt, cũng gắn là hổ hành luôn, nhưng mà gắn dện hoặc là gắn hổ ngựa có thể là dính luôn nha. Còn muốn bắt gắn hổ hành không, anh em mình không có chuột, anh em mình sử dụng mồi gắn mối thôi cũng được. Cái đầu tiên luôn anh em ơi, hy vọng kiếm một con về hầm xả. Cái này cái đầu tiên không dính cả nhà, còn chuột luôn. Để lại luôn, chỗ này cũng im, chỗ này cũng phá đạo quá mà không dính. Để lại luôn, có 6 cái cả nhà. Cái đầu tiên chất quất, cái đầu tiên chất quất không có bán nha cả nhà. Cái này thì đặt chủ yếu kiếm một hai con hổ hành hầm xả ăn chơi. Với lại hôm nay thứ bảy rồi, hôm nay là thứ bảy luôn á, cuối tuần kiếm con hầm xả xương xương chơi cả nhà. Đây nha, đây mình có một cái nữa ha. Ủa, gắn ngón nó chạy đi cả, ngón nó chạy xào xào luôn á. Bạn con không? Là bạn có hành cái trời. Ôi. Ôi, cũng hơi nặng á cả nhà ơi. Nghe nặng hay hơi á. Nghe cũng hơi nặng đó. Nghe cũng hơi nặng, không biết con gì đây. Nó hơi nặng á. Ý. Ngựa mini cả nhà ơi. Em ngựa mini. Ôi con ní này. Có tay. Ní này. Cái thứ hai dính đây nha. Thứ hai dính. Hình như con gắn này nó không ăn được con chuột là phải. Nhiều con chuột nó chết thì vậy, cú quá. Có dội luôn á. Mình tháo cái, lấy cái bao này ra. Lấy cái bao này ra quấn vô cái bẫy bên kia. Trời ơi, nó không có ăn được con chuột luôn á, gắn nhỏ quá. Đó là cái thứ hai lượm được em hổ ngựa cả nhà, kiếm hổ hành nó dính hổ ngựa.
chủ yếu là kiếm con hổ hành. Đây cả nhà ơi, nó ăn nó ói chuột ra thú quắc cả nhà ơi. Được bọn em hổ hành thành quả đầu tiên. Con này ngồi là xả luôn cho xíu ăn gì. Tiếp tục thôi cả nhà. Cái chưa, cái đầu không dính, cái thứ hai dính con hổ ngựa mini. Cái điểm này thì em có duy nhất có ba cái, khu này em có ba cái. Ui. 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 Ôi. Cả nhà thấy gì không? Đây nè. Trắng xác đây nè, cả nhà thấy không? Trắng xác luôn. Đây là phần gắn. Phần gắn đó cả nhà. Không biết con gì đây. Rồi. Gắn lãi cả nhà ơi. Con này con lãi cả nhà. Ó tài kiếm hành mà nó vô lãi, ba cái dính hai cái cả nhà, quá ngon ha, ngon lành cành đào luôn. Ồ kiếm cả nhà biết sao nè, nó vô con gắn mối nè, nó vô con gắn mối nè. Nói chung là con gắn lãi này nó ăn chuột, nó ăn gắn mối luôn nha. Đó, anh em mình không có chuột thì gài gắn mối cũng được. Gài gắn mối thì gắn hổ hành nó dính nè. Nó dính gắn hổ hành nè, rồi gắn này luôn nè. Gắn này gắn lãi á. Chỗ anh em kêu gắn hổ mây cũng không chừng. Ba cái dính hai em cả nhà. Okay. Rồi xuống với mé ruộng này. Cái này là cái thứ tư nha cả nhà. Cái thứ tư hôm bữa đặt lúa chín chưa xanh này, lúa xanh chưa đi chung chửi không ta. Cái thứ tư nha, làm bậy em hổ hành chủ yếu là kiếm hổ hành đó nha. Hổ hành nó thịt nó mềm ngon. Phân cái không thấy phân phúng gì hết kìa. Ui nặng nha. Nặng cái trời. Cái thứ tư luôn nè, cái thứ tư luôn nha cả nhà. Rồi hành rồi cả nhà ơi, ngon lành cả nhà ơi. Hành rồi cả nhà nè, quá ngon lịm cò cả nhà ơi, hết chuột thai luôn rồi mới đau quá chứ. Cái, nha. Cái thứ tư bốn cái dính hết ba cái rồi cả nhà, ngon lành cành đào cả nhà ơi. Hết chuột thai luôn rồi, giờ cuốn bảy đem bảy về luôn. Mình kiếm chuột bỏ vô, hoặc không có chuột thì mình sẽ bắt cán mối, bắt cán mối nha, mình đặt lại nha cả nhà, ngon lành đau đầu thiệt cả nhà. Bốn cái dính ba con rồi, còn cái điểm này hai cái nữa hết cả nhà ơi. Còn điểm này hai cái nữa hết rồi. Kiếm mồi nhậu quá đơn giản cả nhà. Còn hai cái thì em đặt ở dưới mé đìa này hết luôn, ngay chân chỗ cái ống nước đưa ra đó, chỗ đó có một cái cả nhà, hai cái sát bên lợi cái mô đất thằng kia, cái góc bờ luôn á, đó. Đó có một cái nữa, là còn hai cái nữa. Bây giờ quá đơn giản quá dễ, bị gì à? Cái này nè, đầu mùa nè, có một vài cây mưa á, là gắn nó sẽ đi ăn rất là mạnh luôn á. Anh em mình kiếm mồi nhậu, nếu mà anh em mình đặt mà không có chuột đặt á, anh em mình sử dụng mồi con gắn mối cũng được nha, con gắn mối cũng ok nữa. Nhưng mà con gắn mối là nó chỉ bắt được cái con đâu rồi ta, con gắn mối là nó chỉ bắt được cái con gắn hổ hành với con gắn lãi thôi nha cả nhà. Rồi em đặt chuột, đặt mồi chuột á là rồi em thấy có phân nữa cả nhà ơi.
em thấy có phân nữa rồi nè. Đây, phân ngay chân đầu ngón tay em luôn nè, màu trắng tươi nè, có hàng là chắc là không biết lớn nhỏ nè. Ôi cũng nhẹ cả nhà, này chắc nhỏ, cũng nhẹ. Ôi mini, cái thứ năm luôn, cái thứ năm lượm được một em nữa cả nhà ơi, ngon lành ha. Đây, cái thứ năm lượm được em nữa, hành nha, ngon lành đó cả nhà ơi. Này vô đầu mùa là anh em thò bẫy là trúng chắc rồi, em 5 cái dính hết 4 cái rồi đó, 5 cái lượm 4 em. Đây cái cuối nè, cái cuối cùng nha. Ồ cái cuối cùng là thấy nó còn chuột, nó miếng sao đây. Cái cuối cùng không dính cả nhà, cái cuối cùng còn chuột, còn chuột hết lúa. 5 cái thành quả, 5 cái là dính được 4 con luôn á cả nhà, quá ngon. Phân ỉa trắng phân ỉa trắng chứ. Con này, con này cũng hơi bé cả nhà, con này hơi bé, một em hành. Có con hổ hành này cũng to to cả nhà, tầm khoảng 350-400 gram. Con này thì ngon lành rồi, con này thì hầm xả là ngon lành rồi cả nhà ơi. Đây có mồi rồi em ơi, có mồi rồi nha, đầu mùa mưa xuống chừng dài cái bẫy thôi là có mồi nhậu anh em ơi. Anh em mình không có chuột á, anh em mình có thể mình sử dụng gắn mối nha. Gắn mối thì nó không có dính được cái con gắn này, con gắn này con hổ ngựa nè. 6 cái làm 4 em, ngon lành đó cả nhà, quá đã. 6 cái làm 4 em là quá đã. Con này thì gắn lãi cả nhà. Con này con gắn lãi nha. Đó. Này em. 4 em. Đây cả nhà ơi. 6 cái 7. 6 cái 7 lượm 4 em, ngon lành luôn cả nhà. Con này chà bá luôn, con này chà bá luôn, con này con lành rồi, vô nồi hầm xả là con lành luôn rồi. Quá tuyệt vời cả nhà. Chỗ em thì nó mưa hôm nay chắc tầm khoảng 3 cây á, 3 cây mưa á. Thì có một cây lớn thôi, còn hai cây cái dạng như nó ướt đất thôi, như cái nhà thấy nè, cái dũng này lúc trước nó nứt nẻ nè. Mưa ba đám mà được có nhiều nước nè là cả nhà biết à, mưa cũng nói chung là cũng vừa thôi chứ không có lớn không. Đó. Em biết thế nào đầu mùa mưa này á thì gắn nó sẽ đi ăn cực kỳ là mạnh luôn, cực kỳ là mạnh luôn á. Cho nên á em chuột thì em mua nghe, chuột hôm bữa em mua 10 con nhưng mà nó chết hết như 2 con hay 3 con vậy đó cả nhà. Còn nói chung là còn 7 con, chết 3 con còn 7 con. 7 con mà em đặt đâu 6 cái. Đặt 6 cái còn lại con chuột nãy em xe cua, cái bẫy xe cua nãy em cũng có quay cho cả nhà mình xem đó. 6 cái mà thành quả 6 cái là cả nhà thấy là dính 4 con luôn á cả nhà. 2 con hành, 1 con hổ ngựa. Một con hổ ngựa với con gắn lãi. Đây, gắn này gắn lãi nha. Gắn này thì chỗ dùng khác thì anh em kêu là gắn hổ mây. Rồi mà anh em kêu nói chung là nó cũng nhiều từ kêu khác nhau đó. Chỗ em mà em kêu gắn này là gắn lãi nha. Gắn này ba loại gắn này thì nó không có độc nha cả nhà. Có gắn hổ hành thì em dám bắt, nói chung là hai con gắn này á, con gắn lãi với con hổ ngựa thì nó táp nha, nó hung dữ. Em không có dám bắt cái này thì về em sẽ túc chút vô cái túi lưới luôn. Còn hai hổ hành thì em có thể em dám bắt nha. Hổ hành thì nó hiền thôi, nó không có cắn cả nhà, nó hiền khô à. Nhưng mà nó thịt của nó ăn thì khỏi chê luôn, cực kỳ là ngon luôn á. Con này chắc tầm khoảng 350-400 gram á cả nhà. Con này tầm khoảng 350-400 gram. 4 con này thì chiều nay thứ bảy rồi, anh em mình nghĩ có xỉn hay không. Cái này mà chiều nay mà quất đá mưa lát gác nữa ha, em sẽ làm một nồi hầm xả ha, xương xương dài ly rượu đế ngon cái nữa ha, khỏi bàn cãi luôn. Cái video hôm nay là em cũng chủ yếu là đi quay chia sẻ cho cái nhà mình xem thôi,
Để em đặt 6 cái bẫy gắn đầu mùa mưa để kết quả như thế nào. Nhưng mà kết quả thì quá ok luôn đó nha, 6 cái mà dính 4 con thì còn gì bàn nữa. Đầu mùa mưa này thì anh em mình thợ bẫy, thợ bẫy gắn thì anh em chắc cú là trúng chắc luôn rồi. Bởi vì gắn sẽ đi ăn đầu mùa mưa này cực kỳ là mạnh luôn. Rồi ok, thì video hôm nay em cũng chia sẻ cả nhà đến đây thôi, thì em sẽ kết thúc video luôn. Anh em mình thấy hay thì đừng quên ủng hộ cho em một like nha, một like một lượt chia sẻ nha. Hẹn gặp lại anh em mình trong video tiếp theo của em nha. Bye bye. Cái lưng nó như cái tấm thớt vậy, quá trời đã.